Chào 500 anh em, có rất nhiều tình huống khiến cho YouTuber chúng ta nghĩ tới việc mở một kênh YouTube thứ hai. Chẳng hạn như bạn đang làm một kênh về ẩm thực, đang lên rất là tốt. Nhưng mà bây giờ bạn muốn mở thêm một kênh về thể thao chẳng hạn, về bóng đá chẳng hạn. Thì bây giờ bạn thừa hiểu rằng là đối tượng khán giả nó không giống nhau như vậy. Thì đương nhiên mình phải mở một kênh thứ hai, nếu không sẽ làm cho kênh rất khó lên. Chẳng hạn như trước đây khi mới bắt đầu làm YouTube, mình nghe người ta nói, xong rồi mình cứ đi tương tác chéo, đi sắp chéo khắp mọi nơi. Đến một thời gian mình phát hiện ra rằng chính cái việc đó làm cho kênh của mình ì ạch không lên được. Thì lúc đó mình có nhu cầu mở một kênh YouTube thứ hai. Hoặc chẳng hạn như mình nói, một buổi sáng mình đang ngủ dậy, tự nhiên nhận được một email thông báo của YouTube rằng kênh của bạn đã bị tắt kiếm tiền. Đấy cũng là một tình huống mà khiến cho chúng ta nghĩ tới việc mở một kênh YouTube thứ hai. Trên tất cả, chúng ta phải thừa hiểu rằng cái kênh YouTube đấy không phải là tài sản của mình mà chính là tài sản của Google. Đấy chỉ là một trong những cổng giao tiếp mà người ta cho ta miễn phí để giao tiếp với cộng đồng khán giả của mình. Như vậy thì cái việc mở thêm một cái cổng thứ hai để dự phòng mỗi khi có sự cố xảy ra mà chúng ta không thể kiểm soát được là hoàn toàn cần thiết. Clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số điều cần lưu ý khi mở kênh YouTube thứ hai. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chúc bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo. Đồng thời cũng là nơi Henry Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi. Em, ví dụ em làm một cái kênh mới, em nghĩ một chủ đề gì đó, chuyên biệt một chủ đề gì đó. Nhớ nhá, khi mà em kéo cái khán giả từ em dùng cái clip trong kênh cũ này, em nói trong kênh là tôi mở một kênh mới về chủ đề gì đó. Quê em có cái nghề chạm bạc ấy, không biết là anh đã nghe. Ví dụ anh nói vì em mở một kênh mới làm chủ đề nghề chạm bạc nhá. Em làm toàn bộ cái kênh này chỉ làm nghề chạm bạc nhé. Em lên trong clip một trong khoảng mấy clip liên tiếp. Dạ. Em nói là tôi mở ví dụ như được khoảng 1-2 phút thì em dừng lại, nhân tiện bà con cô bác tôi mở một kênh chạm bạc, ai có quan tâm thì mời vào xem. Rồi trong tab cộng đồng em cũng đặt link giới thiệu các kiểu một cách rất là tự nhiên thôi, không cần phải làm chiêu trò gì gọi là view ảo, sub ảo gì cả. Tự nhiên ai quan tâm trong số 17.000 khán giả chỉ cần 1/10 số đó kéo sang, em đã có kéo sang thôi. Thứ nhất là người ta quan tâm đến người chạm bạc hoặc là những người mà cực kỳ gọi là yêu quý em, fan cứng của em đấy. Để sau đó tạo thành một cái lửa, một lớp khán giả rất là đông nhất trên cái kênh em. Từ đó video lên là lúc nào nó cũng tốc độ lên view đầu tiên nó rất là nhanh. Thì bây giờ mình hiểu cái chuyện quan trọng của cái từ khóa của chủ đề như thế rồi ấy, thì cái cách thứ hai đổi chủ đề như anh nói là mở hẳn một kênh mới, nhưng mà chú ý là chỉ một từ khóa hoặc một chủ đề thôi. Là em hiểu. Khi nào mà em cảm thấy đủ lớn, khoảng cỡ 10,000, 20,000 sắp, thì bắt đầu lúc đó em có thể mở rộng ra thành các nghề khác nhau. Đó là cách thứ hai để chuyển hướng chủ đề. Nếu mà muốn đạt được một gọi là một cái sự chuyên nghiệp, một cái sự gọi là bứt phá thực thụ ấy, lên được triệu sắp ấy, gọi là mình có thể ung dung làm mà có tiền ấy, là em phải khác biệt. Phải làm những cái gì chưa ai làm, em phải làm những cái từ khóa mà không ai tìm kiếm. Giống như bà Tân Vlog ấy, tự nhiên ở trên đời mà ở trên YouTube trước nay chỉ có lúc nào mọi người lúc nào khán giả chỉ là từ 15 cho đến 30 tuổi. Những người làm YouTube chỉ 15 đến 30 tuổi tự nhiên xuất hiện, người già làm YouTube. Mà điển hình nhất là cái đầu tiên là cái trước đó là bà già 61 tuổi của Khánh chứ. Cái đấy nó mới gọi là nó mới từ gọi là không ai có người già nào mới nhắc lên được một cái bà già 61 tuổi đấy, là nó đã khác biệt rồi, là nó đã một lượng view cực kỳ lớn rồi. Ông Khánh ông mới chỉ ăn theo thôi mà ông đã đủ sống rồi. Anh nói em nghe, nếu mà ai cũng đi theo cái hướng là tìm những cái từ khóa nào mà nhiều view và tập trung vào từ khóa thì người ta cũng chỉ đạt được đến thế thôi. Làm được một cái gì đó nó hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện ở trên đời. Nhưng mà khổ cũng khổ một cái như này, cái việc mà một cái gì đó mà chưa bao giờ xuất hiện ở trên đời ấy, thì ta sợ khán giả không tìm thấy. Mà cái giai đoạn mà anh nghĩ cái giai đoạn từ một năm về trước, cái lúc em bắt đầu làm kênh em đã hiểu chuyện đó rồi. Cái việc khán giả không tìm thấy mình ấy, cực kỳ vất vả mà cực kỳ nản. Nhưng mà cái chuyện đấy thì đối với em bây giờ cái chuyện đấy em không phải đối mặt nữa. Dạ.
tại vì sao? Tại vì em hoàn toàn có thể dùng kênh này để kéo kênh kia. Em hiểu, em hiểu. Dạ. Thứ nhất là em biết cách làm rồi này, để em biết Dạ. tập trung vào một từ khóa rồi này. Thứ hai nữa là em có cái kênh quảng bá. Em thấy không? Bây giờ nha, người ta phải đi lên mua Google Ads để có view đúng không? Dạ. Google Ads là gì? Google Ads thì cũng là đang clip đang chạy, clip của người khác đang chạy, của mình nhảy vào giữa để mình mọi người biết đến mình thôi. Bây giờ em có một cái kênh này, bây giờ nếu em thích thì em cứ đưa lên clip của mình lên để quảng cáo trên kênh này, thì thay vì em kiếm tiền bằng quảng cáo của Google thì bây giờ em đưa cái quảng cáo cái kênh chạm bạc kia lên đây mà em không mất tiền thì cũng là một cách để em kiếm tiền vậy, Dạ. đúng không? Mặc dù tiền để em không nhìn thấy nhưng mà sau này cái kênh chạm bạc kia nó sẽ in ra tiền, Dạ. đúng không? Thay vì những cái vạch vàng nhỏ nhỏ này thì bây giờ em cứ bốc cái nội dung mới của em đặt lên quảng cáo thôi. Vâng. Nói chuyện với anh hơn 1 tiếng mà học được bao nhiêu thứ. Có thật đấy. Học được nhiều thứ á. Rồi cái anh xem cái tab địa lý xem nào, Địa lý á. Đấy ạ. 15% là người nước ngoài, nhiều đấy. Các bạn Việt Nam suốt ngày toàn ngồi, nhất là các bạn ở nông thôn giống như em, toàn nghĩ là ồ mấy ông Việt kiều, mình muốn target mấy ông Việt kiều là mình làm mấy cái đời sống thôn quê với cả các kiểu. Cái đấy anh thấy cái suy nghĩ này nó hơi cũ. Dạ. Em biết tại sao hơi cũ không? Như anh Việt kiều đây này, Việt kiều, nhưng mà thứ nhất là cái số lượng mà Việt kiều ra đi từ sau năm 2000 bây giờ nó rất là nhiều. Những người đó nó không xa lạ gì với những cái mà đời sống nông thôn mà bọn em nghĩ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bây giờ đi lại về Việt Nam nó cũng dễ, cho nên là đại hơn thì cuộc sống nông thôn hiện đại bây giờ nó như thế nào, đừng có cố làm cho nó cũ đi, chân thực vào. Anh nghĩ là như kênh của em 15% số lượng khán giả Việt kiều là khá đấy. Sơ bộ anh nói chuyện sơ sơ với em như thế nha. Dạ. Còn hôm trước em hỏi vào BBTV nhỉ? Vâng, thì em muốn hỏi anh là hiện tại thì ngày trước thì em thực ra em cũng không biết gì cả, mà có nhiều người bảo là vào trước là gieo ăn cho việc thì bị sao cả. Thế là vào Ủa gieo em ăn mời thì kêu ăn hả? đầu tiên thì là vào là em vào gieo ăn mà, xong là nó bị một cái là gieo ăn nó liên hệ với em là nó nói là chuyển sang Freedom, thì em bảo sao em nghe vậy à, thế là nó chuyển em sang thôi chứ em cũng không tìm hiểu gì cả, em cũng đồng ý bởi vì nó nói là tất cả mọi thứ vẫn giữ nguyên và cứ thế chuyển sang, anh cứ yên tâm không phải gì cả. Thế thì em cũng Chắc. dạ em cũng như vậy, nhưng mà đợt vừa rồi thì nói chuyện với Khánh thì xong là biết anh thì thấy toàn bạn mình ở bên VBTV, tất cả những anh em mà bạn của anh ấy vào mấy chục người toàn bạn của em thì mọi người ở bên hết bên đấy rồi. Ok. Nên là mới hỏi Khánh là thế ở bên bên đấy anh ở bên đấy sao không bảo anh, nên là Khánh liên hệ thì mới gặp được anh thì mới có cuộc nói chuyện với anh ngày hôm nay, mà em học được rất là nhiều thứ, xong là cũng có thật những thứ này em chưa biết, em chưa biết những thứ này không ai bảo em cả mà em cũng chắc. Không, tại vì sau này vào BBTV thì sẽ phải nói chuyện với anh nhiều nữa. Chúng là phải bám sát sự phát triển Dạ. của kênh. Dạ. Thật ra em thấy ăn thì trước chưa bị gì ấy, em thấy cả cái là coi như là mình có hỏi cái gì thì mãi mãi mới trả lời, mà đến bây giờ chuyển sang phi âm thì coi như là cắt rồi anh ạ, coi như là không không có một cái gì cả. Đôi khi mình có thắc mắc ví dụ như là cái dịch vụ âm thanh miễn phí em vào không được, em muốn hỏi cũng khó luôn, em không biết là hỏi đường nào mà lần nữa. Đấy, cái hỗ trợ ấy cứ gọi là support như như anh ấy là chắc là phải không bao giờ bằng anh được, không bao giờ bằng cái bên BTV được, bởi vì bên đấy thực người ta có hỗ trợ cái gì đâu, người ta chỉ vào là đến tháng người ta lấy 30% của mình thôi, người ta chẳng hỗ trợ gì mình. Vâng. Ok, anh hiểu Dạ. rồi nhá. Trong đây Dạ. bây giờ nó đang duyệt, tại vì dạo này từ bên Diêu ăn nó vỡ nét, trong này nó chuyển qua nó hơi đông, cho nên là duyệt ở bên BBTV duyệt kênh nó cũng hơi hơi lâu. À, xong Dạ. rồi có kết quả duyệt chia tỷ lệ này nọ rồi anh sẽ báo cho. Dạ thì hồi khi nào mà có thể là bắt đầu mà vào được ấy là như nào thì anh báo hộ Sẽ hướng em. dẫn cho từng bước một.
nha. Dạ, có gì thì anh giúp em chứ ở bên kia người ta chẳng hỗ trợ gì cả, mà em thấy nó đã không hỗ trợ gì cả mà nó lại còn thu của mình đến 30% thì nó phi. Anh có Ok. anh dạ vâng, Ừ nha. cảm ơn anh Henry nhá, Rồi anh mình sẽ còn em nói chuyện với nhau nhiều, mình sẽ trao đổi với nhau nhiều. Trên hành trình dạ lên 1 triệu sắp. Nha. Ok. dạ vâng, thôi em chào anh nhé, em cảm ơn anh, chúc anh một ngày làm việc thật là tốt lành. Ok. Bye bye Dạ chị. vâng, em chào anh nhé, dạ.